Ôi trời ơi. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Nhân tiện thì mở đầu video này, chúng ta sẽ điểm nhanh chương trình khuyến mãi sớm thế hệ iPhone 14 series đang diễn ra tại Clickbuy với phần quà dành cho anh em lên đến hàng triệu đồng mà anh em có thể tham khảo ngay tại tất cả hệ thống Clickbuy trên toàn quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với MaxQ, và trong video này mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý nhất. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, lộ diện Nokia 5300 5G mạnh như Xiaomi 13. HMD Global được kỳ vọng sẽ tung ra một sản phẩm có phần cứng mạnh mẽ vào cuối năm sau và là một trong những chiếc điện thoại sáng tạo chất lượng cao của họ. Các dò rỉ cho thấy Nokia 5300 5G có thể ra mắt vào khoảng tháng 11 năm 2023 hoặc muộn hơn, tùy thuộc vào quá trình phát triển của HMD Global. Sản phẩm này dự kiến đi kèm màn hình Super AMOLED 6.9 inch, cung cấp 16 triệu màu. Trên hết, thiết bị sẽ đi kèm công nghệ kính cường lực hiện đại nhất từ Corning với pin Li Polymer 7400 mAh. Điện thoại hứa hẹn cho thời gian sử dụng kéo dài hơn một ngày và là mức dung lượng khá lớn trong phân khúc cao cấp mà máy hướng đến. Về phần cứng, Nokia 5300 5G sẽ đi kèm chip Snapdragon 8 Gen 2 từ Qualcomm, kết hợp các tùy chọn RAM 8, 10, 12GB cùng ROM 128, 256, 512GB, giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn khi sử dụng. Máy cũng cung cấp các kết nối phổ biến như 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, điểm truy cập Wi-Fi, USB-C, v.v. và chạy trên nền tảng Android 13. Ngoài cảm biến vân tay dưới màn hình, thiết bị cũng sẽ bao gồm các cảm biến như ánh sáng, tiệm cận, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn số và phong vũ biểu. Ở mặt sau, Nokia 5300 5G trang bị hệ thống 4 camera với độ phân giải 108 megapixel, 32 megapixel, 16 megapixel và 5 megapixel. Trong khi đó, ở mặt trước của máy là camera selfie 64 megapixel với đèn flash để chụp ảnh selfie mạnh mẽ, mang đến cho người dùng khả năng chụp những bức hình tự sướng ưng ý. Với những cấu hình trong mơ dành cho một thiết bị của Nokia, sản phẩm được kỳ vọng sẽ nằm trong phân khúc giá từ 14 đến 18 triệu đồng. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Galaxy S23 lộ ảnh thực tế. Mới đây, tài khoản iUniverse từng đưa ra các thông tin và hình ảnh chính xác về nhiều sản phẩm Samsung đã đăng một số bức ảnh trên Twitter và khẳng định là mô hình Galaxy S23. Theo ảnh dò rỉ, mẫu cao cấp nhất là Galaxy S23 Ultra, hầu như không khác biệt so với S22 Ultra. Máy vẫn sử dụng thiết kế với các góc vuông thẳng, camera sau với 5 ống kính nổi lên trên mặt lưng, có khe cắm bút S Pen. Mô hình Galaxy S23 Ultra giống bản tiền nhiệm, nhưng có một số khác biệt nhỏ như là cạnh phẳng, kích thước lớn hơn, thân máy và viền mỏng hơn. Trang công nghệ Phone Arena đánh giá, hai bản Galaxy S23 và S23 Plus được thiết kế lại khu vực camera theo phong cách của bản cao cấp nhất. Các ống kính được bố trí tách biệt thay vì nằm trong một cụm như trước. Mô hình cũng cho thấy cả hai model sử dụng 3 ống kính phía sau. Góc máy được bo tròn hơn phiên bản cũ và được sơn bóng. Một số hình ảnh rò rỉ khác do tài khoản Slash Leak đăng tải cũng tương đồng với iUniverse nhưng có thêm ảnh cạnh máy được làm vuông hơn. Ngoài ra, viền của cả 3 mẫu có một phần chìm xuống, có thể là cảm biến vân tay hoặc anten 5G. Do đây là mô hình, hiện chưa rõ phần màn hình và camera trước của máy được thiết kế như nào. Theo Phone Arena, ba máy sẽ có kích thước màn hình lần lượt là 6.1 inch, 6.5 inch và 6.8 inch. Các nguồn tin trước đó cho biết Galaxy S23 Ultra nhiều khả năng sẽ được trang bị camera độ phân giải 200 megapixel. Bộ ba sản phẩm mới của Samsung dự kiến ra mắt đầu tháng 2 năm 2023. Và một thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Motorola chuẩn bị cho ra mắt điện thoại kết hợp với thương hiệu ThinkPad. Google đã bán Motorola cho Lenovo vào năm 2014. Nhưng nhà sản xuất điện thoại này vẫn tiếp tục hoạt động độc lập với công ty Trung Quốc. Nhiều năm qua, cả hai tung ra các dòng smartphone dưới thương hiệu riêng. Tuy nhiên, điều này có thể sớm thay đổi. Theo The Tech Outlook, Motorola chuẩn bị giới thiệu smartphone mang tên ThinkPhone với vỏ carbon và nhiều đặc điểm được lấy cảm hứng từ dòng laptop ThinkPad X1 carbon chứ danh. Nguồn tin dò rỉ đề cập đến thông số kỹ thuật khá ấn tượng. ThinkPhone có thể được trang bị chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 cùng loại chipset cung cấp sức mạnh cho các thiết bị gập mới nhất của Samsung Galaxy Flip 4, Fold 4 và smartphone chuyên game Acer ROG Phone 6 Pro. Máy được cho là có bộ nhớ RAM 8GB hoặc 12GB, bộ nhớ trong có các mức 128, 256 hoặc 512GB. Thành viên mới của gia đình Moto có thể đi kèm với màn hình 6.6 inch, độ phân giải 1800x2400px, tốc độ làm mới 144Hz và độ sáng 1200 nit. Tin đồn cho rằng máy được trang bị viên pin 5000 mAh với công suất sạc nhanh 68W, sạc không dây 15W. Về camera, ThinkPhone có thể sở hữu cảm biến chính 50 MP và một camera phụ 32 MP ở mặt trước, mang lại khả năng quay phim 8K UHD.
Trong các màn hình rò rỉ, có một hình rất giống bộ lọc riêng tư, tính năng giúp cho bất kỳ thứ gì hiển thị trên màn hình trở nên vô hình khi nhìn từ góc khác. Điều này cũng phù hợp đối với sản phẩm hướng đến người dùng là doanh nhân, vốn chú trọng bảo mật thông tin. Một hình ảnh khác lại cho thấy, ThinkPhone có thể đi kèm với tính năng Ready For của Motorola, giúp người dùng kết nối điện thoại với màn hình ngoài, chuột, bàn phím để trở thành một máy tính chạy Android. Theo Phone Arena, hiện tại chưa có thông tin về thời gian ra mắt và giá bán, nhưng với các thông số kỹ thuật và tính năng như vậy, ThinkPhone có thể là thiết bị thuộc phân khúc cao cấp. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin công nghệ mà bọn mình đã mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.